dòng sông để con tắm mát chưa hè. Mẹ là dặng che, che bóng con đi học về. Mẹ là bữa đêm để con vui với cánh diều. Mẹ làm bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Chúa luôn tỏ lòng mẹ thương xót những ai yêu mến Chúa, và ở bất cứ nơi đâu Chúa vẫn gần gũi những người tìm kiếm Chúa. Xin Chúa hiện diện kề bên chúng con là tôi tớ Chúa đang hành hương với tâm hồn đạo đức, và dẫn đường cho chúng con bước theo thánh y Chúa. Xin thương gìn giữ chúng con bình an trên mọi nẻo đường chúng con đi, và tuôn đổ tràn đầy ơn Chúa trên chúng con, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh mà đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Và một lần nữa xin chúc tất cả mọi người, đặc biệt là quý cố, hôm nay chúng ta có một cuộc hành hương thật sốt sắng. Chúng ta cho tràng pháo tay để khích lệ nhau. Vâng, và một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúng ta đón Đức Ông Tổng Đại Diện giáo phận chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý cha đặc trách giáo phận và giáo hạt đã dành cho con giờ phút quý báu này. Và xin kính chào tất cả quý cố và các hiền mẫu. Chúng ta được gặp gỡ nhau dưới bóng của mẹ Maria vô nhiễm nguyên thồi, nơi trung tâm hành hương của giáo phận. Xin Chúa chúc lành cho quý cố và quý hiền mẫu trong ngày hành hương này được tràn đầy sức khỏe và hồng ân của Thiên Chúa. Xin kính mời quý hiền mẫu ngồi. Kính thưa quý hiền mẫu, có lẽ phần đông chúng ta cũng đã được thông tin một cái tin hết sức là nóng bỏng và lớn lao, quan trọng đến sinh hoạt của giáo phận của chúng ta. Đó là 12 giờ trưa ngày hôm qua, thứ Bảy, mồng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo chấp thuận đơn nghỉ hưu của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh của chúng ta. 12 giờ trưa tại Roma, tức là 5 giờ chiều ngày thứ Bảy. Và do đó, hai Đức Cha cùng quý thầy trong đại chủng viện và quý cha tòa giám mục, chúng tôi đã gặp gỡ để cùng nhau tạ ơn Chúa về một biến cố mới này. Những năm tháng vừa qua, Đức Cha Đa Minh đã hết mình với giáo phận của chúng ta, và mọi người cũng đã được cảm nhận thấy lòng nhiệt thành, đạo đức và khiêm tốn của Ngài. Hôm nay vì tuổi cao sức yếu và nhằm lợi ích cho giáo phận, cho các linh hồn, nên theo quy định của giáo hội 75 tuổi thì làm đơn hưu. Và Đức Cha chúng ta đã làm đơn hưu từ năm 15 vừa qua. Nhưng cho đến 12 giờ trưa ngày mùng 7 tháng 5 năm 2016, Đức Thánh Cha mới chấp thuận cho ngày hưu. Và đương nhiên khi ngày hưu thì Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó của giáo phận, sẽ là vị kế nhiệm. Và vì thế chúng ta đã có đức giám mục mới. Tất cả chúng ta hân hoan chào mừng đức giám mục mới hôm nay sẽ đến dâng lễ cho quý hiền mẫu bằng một tràng pháo tay thật yêu. Và trong cái tình hình mới ấy, quý hiền mẫu và quý cố lại là những người đầu tiên đến với trung tâm Đức Mẹ núi cuối này, một biểu hiện của tình yêu thương Thiên Chúa dành cho giáo phận Xuân Lộc của chúng ta. Mà quý hiền mẫu và quý cố
đã là những người đầu tiên sau lời công bố của Tòa Thánh về việc nghỉ hưu của Đức cha Đa Minh và đương nhiên chấp chính của Đức cha Giuse. Chúng ta cùng với mẹ để cầu xin Chúa chúc lành cho những năm tháng còn lại của Đức cha Đa Minh, bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn của thầm lặng, giai đoạn của hy sinh trong bệnh tật và tuổi già, giai đoạn của cầu nguyện, để như Mai Sen, mỗi lần mà ông cầu nguyện trên núi thì quân đội Do Thái thắng trận. Mỗi lần mà vì mỏi tay Mô-xê đã hạ xuống thì quân Do Thái bị thua trận. Chớ gì những năm tháng của Đức cha Đa Minh của chúng ta trong tuổi già, bệnh tật và nghỉ hưu sẽ là một nguồn động lực để kéo ơn trời qua sự bầu cử của mẹ Maria. Và hôm nay rất sung sướng được đến hiện diện với quý hiền mẫu trong ngày tôn vinh các người mẹ, mà quý cố đã là những người mẹ tiêu biểu, đã là những người mẹ anh hùng, nếu được phép nói như vậy, trong đời sống đức tin. Cho nên quả thực ngày hôm nay là một ngày hết sức ý nghĩa cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho các hiền mẫu và quý cố. Tuy nhiên, như quý cố và quý hiền mẫu đã nghe, tiếng tôi hôm nay bị thời tiết cho nên đã không thể trong trẻo để thưa chuyện với quý hiền mẫu được. Tôi xin trân trọng giới thiệu cha Đa Minh Quách Di Hợp, một người em linh mục đã đi du học ở Roma về. Ngài sẽ thay tôi để nói chuyện với quý hiền mẫu và quý cố hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cha Đa Minh Quách Di Hợp. Con cảm ơn Đức ông đã nhường cho con cái vinh dự trong cái ngày tôn vinh các mẹ hôm nay. Kính thưa quý bà cố, và con nhìn ở đây có lẽ là xưng bà cố thì hơi già, ở đây có những chị cố nữa, vì nhìn thấy là cũng không có nhiều tuổi lắm. Tất cả đều là những người mẹ rất quý mến của tất cả chúng con. Sáng nay thì khi bước vào phòng áo để mặc áo dâng thánh lễ, thì Đức ông Vinh Sơn trong cái nụ cười rất tươi, nhưng cái cung giọng lại không tỉ lệ thuận với cái nụ cười. Giọng Đức ông rất nhỏ, rất khàn. Ngài táo bạo, ngài liều lĩnh, ngài can đảm giao cho con một cái trọng trách là hôm nay điền vào chỗ trống trong 30 phút Đức ông chia sẻ với quý cố. Đức ông liều thì con cũng liều, con dám nhận. Thưa quý mẹ quý mến, giáo hội đang sống trong năm thánh lòng Chúa thương xót. Chúng ta đang bước vào trong tháng 5, tháng dâng kính Đức mẹ Maria. Và hôm nay chúng ta đang hành hương, giờ đây đang hiện diện nơi trung tâm Đức mẹ núi cúi của giáo phận. Đặc biệt, hôm nay là ngày tôn vinh các bà mẹ. Hiện diện nơi đây có thể nói là những người mẹ ưu tú, người mẹ tiêu biểu. Ưu tú, tiêu biểu là bởi vì quý mẹ ở đây gắn đằng sau cái từ mẹ đó có thêm từ cố. Cái từ cố ở đây không có nghĩa là quá cố. Từ cố ở đây khởi xuất từ việc quý mẹ đã dâng hiến những người con của mình cho Chúa. Mẹ của những người con làm linh mục, mẹ của những người con làm nữ tu, làm chủng sinh. Và đông vui hơn vì hôm nay có sự góp mặt của những cô cố, chị cố, là những người mẹ của các em tu sinh nữa. Chúng ta cùng chào nhau bằng một tràng vỗ tay thật lớn, thật kêu. Xin được chia sẻ với quý mẹ đôi tâm tình với chủ đề quý cố, người mẹ của lòng xót thương. Trước tiên, thưa quý cố, tháng 5, lòng trí mọi người Kitô hữu cắt riêng là quý cố, tự nhiên thôi, không phải ép buộc gì hết. Chúng ta hướng lòng về một người mẹ trên hết mọi người mẹ, một mẫu gương hiền, mẫu tuyệt vời. Người mẹ đó cũng là một bà cố vì có một người con làm linh mục, mà không phải là một linh mục thường đâu, mà là một linh mục thượng phẩm theo phẩm hàm Melchizedek. Linh mục đó không ai khác, đó là Chúa Giêsu.
Vâng, bà cô đó, người mẹ đó, một mẫu gương sáng lạng tuyệt vời của lòng thương xót đó, không ai khác, chính là mẹ Maria, mẹ núi cuối. Và để khắc họa chân dung của quý cố là người mẹ của lòng thương xót, con xin được khởi đi từ chân dung của một người mẹ là nguồn của lòng thương xót, đó là mẹ núi cuối, mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Vâng, năm nay, năm thánh của lòng thương xót, Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót. Chân lý này con xin lướt qua, không có bàn tới. Chúa Giêsu là hiện thân của lòng thương xót. Mẹ Maria của chúng ta, mẹ núi cuối, là mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ cũng thấm nhuần, mẹ cũng thẩm thấu lòng thương xót ấy. Và trong năm thánh lòng thương xót này, mẹ cũng được biết đến mà được mang tước hiệu mẹ của lòng xót thương. Một cái cụm từ in trên một cái logo, thay vì chúng ta thấy tấm logo của lòng Chúa thương xót là in hình một người vác trên vai một người bệnh nhân, thì chúng ta cũng có một cái logo Đức Mẹ cũng đang ôm một người, và bên cạnh đó viết dòng chữ Mater Misericordiae, dịch sang tiếng Việt là mẹ xót thương hay là mẹ nhân lành. Thưa quý cố, chắc chắn là con nghĩ là ở đây hầu hết quý cố đều thuộc cái kinh lạy nữ vương. Trong cái kinh lạy nữ vương á, quý cố thường đọc có cái câu là lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Chúng ta có cái cụm từ mẹ nhân lành, hay nói khác hơn là mẹ của lòng thương xót. Rồi trong cái kinh San Verena cũng dịch ra là lạy nữ vương, cũng có câu là kính chào Đức Nữ Vương, mẹ là nguồn xót thương ngọt ngào cho cuộc sống. Chúng ta đã thấy cái câu mẹ của lòng thương xót. Tuy nhiên thưa quý cố, tức hiệu mẹ của lòng thương xót, Mater Misericordiae, có nguồn gốc sớm hơn trong lịch sử từ một lời kinh của Thánh Odene. Lời kinh này có ngọn nguồn từ một câu chuyện kể về một tên trộm. Tên trộm này lẻn vào tu viện của Thánh Odene. Không may ngày đó nóng nực hay sao, Thánh Odene không có ngủ, ngày thức ngày đi dạo. Thế là ngày bắt được tên trộm này. Sau khi bắt được, nghe anh ta phân trần, rồi thánh nhân đã cải hóa anh trộm này. Sau đó anh trộm này xin vào dòng của thánh nhân và trở thành một thầy dòng đạo đức. Và sau này trong cơn bạo bận thập tử nhất sinh, thầy dòng kẻ trộm này đã kể cho viện phụ Odone là thầy đã được thị kiến thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ tự xưng mình là mẹ của lòng xót thương và hứa sẽ đưa thầy về thiên đàng. Qua sự kiện này, viện phụ Odone đã viết thành một lời kinh kính dâng Đức Mẹ và kêu xin Đức Mẹ với tước hiệu mẹ của lòng thương xót. Vâng thưa quý cố, mẹ Maria, mẹ núi cuối của chúng ta, thực sự là mẹ của lòng xót thương. Tới đây con xin được trình bày hai cái sự kiện biểu lộ tâm tình xót thương của mẹ Maria. Vâng, tâm tình và thái độ xót thương của mẹ Maria được biểu lộ trong nhiều sự kiện khác nhau, được ghi lại trong Kinh Thánh. Nhưng tiêu biểu và rõ ràng đặc biệt nhất là hai sự kiện tại tiệc cưới Cana và trên đồi Canvê, nơi Đức Mẹ đứng bên thập giá. Trước tiên, tiệc cưới Cana. Câu chuyện tiệc cưới Cana rất quen thuộc, diễn tả tâm tình xót thương tuyệt vời của mẹ Maria. Câu chuyện này khởi đi từ một hoàn cảnh hết sức khó khăn, có thể nói là tuyệt vọng, u ám. Tiệc cưới mà hết rượu thì theo phong tục Do Thái có thể khiến gia chủ bẽ mặt vô cùng, muốn độ thổ, muốn chui xuống lỗ luôn, không dám nhìn mặt ai. Nhưng rồi hết rượu lại có rượu mới. Có rượu mới nhờ Chúa Giêsu hóa nước thành rượu. Nhờ vậy, niềm vui của tiệc cưới không những được gìn giữ vẹn toàn mà còn tăng thêm hương vị, vì rượu sau khi được Chúa Giêsu hóa phép ngon hơn rượu cũ nữa. Niềm vui này có được, thưa quý cố, là nhờ ai? Thưa tác nhân chính yếu của việc hóa nước thành rượu này không ai khác, đó là mẹ Maria. Trong câu chuyện hóa nước thành rượu này, một điều sẽ làm quý cố khi nghe rất ngạc nhiên là chưa có ai biết rượu sắp cạn cả, kể cả chú rể, kể cả ông quản tiệc. Hai người này không biết là hết rượu, chỉ duy có một mình Đức Mẹ mà thôi. Mà Đức Mẹ cũng chẳng để chú rể, chẳng để người quản tiệc phải yêu cầu, phải đòi hỏi. Chính Mẹ khi nhìn thấy khó khăn của gia chủ, Mẹ đã thương đoái ra câu cứu giúp, rồi sau đó
Sau đó làm sao? Mẹ không kể công gì hết, mẹ lui vào bóng tối, không ai để ý đến mẹ nữa. Vâng, kính thưa quý cô, câu chuyện tiệc cưới Cana là biểu hiện rõ ràng tâm tình sâu xa của Đức Mẹ đối với đôi tân hôn. Lòng thương xót của Đức Mẹ được thể hiện qua sự hiện diện nhẹ nhàng, qua sự nhạy bén, quan tâm để nhận ra những khó khăn của người khác, mà ở đây là đôi tân hôn. Tâm hồn mẹ thanh thoát, làm ơn mà chẳng cần ai biết đến, để ý đến hay nói lên lời cảm ơn. Vâng, mẹ đúng quả là mẫu gương của lòng thương xót, phải không quý cô? Biến cố thứ hai, Đức Mẹ đứng bên thánh giá. Trong biến cố tử nạn của người con yêu dấu của mẹ, linh mục thượng phẩm Giê-xu, tin mừng thánh Gioan thuật lại tâm tình của mẹ Maria chỉ bằng vỏn vẹn một câu: đứng bên thập giá Chúa Giê-xu có thân mẫu của người. Đứng bên thập giá của Chúa, mẹ Maria âm thầm không nói một lời, mẹ không hành động, mẹ chứng kiến, đồng thời mẹ cũng tham dự vào tình yêu thương xót của con mẹ. Đức Mẹ đứng mang vào mình sự đau đớn của Chúa Giê-xu con của mẹ và của chính mẹ nữa, với tất cả sức mạnh của tình yêu dâng hiến để trở nên của lễ đền tội thay cho mỗi người chúng ta, trong đó có quý cố. Và thưa quý cố, thông điệp Thiên Chúa giàu lòng xót thương viết: Đức Mẹ là người đã có kinh nghiệm một cách đặc biệt và phi thường hơn ai hết về tất cả lòng thương xót của Chúa. Nhờ thế, lòng mẹ có thể góp phần cách thiết thực vào việc mặc khải lòng thương xót của Chúa. Lắng nghe lời này, chắc chắn quý cô sẽ cảm nghiệm đây là con đường mà quý cô có thể học đòi bắt chước nơi gương mẹ Maria, nhất là khi về hành hương về trung tâm Đức Mẹ núi Cúi nơi đây, để quý cô cũng được ước mong học đòi nơi gương mẹ Maria, nỗ lực trở thành những người mẹ của lòng xót thương. Vâng, quý cô rất thân mến, trong ngày tôn vinh mẹ hôm nay, quý cô cũng được gọi mời để trở nên những người mẹ của lòng xót thương như mẹ Maria. Tất cả quý cô đều là phận nữ giống như mẹ Maria. Và theo nghiên cứu tâm sinh lý, nếu là cùng phận nữ với nhau thì chắc chắn sẽ dễ dàng cảm nhận, sẽ dễ dàng bắt chước hơn. Như thế quý cô có ưu thế hơn chúng con trong việc noi gương bắt chước mẹ Maria để trở thành những người mẹ của lòng thương xót. Và có một ưu thế nữa là với vốn sẵn có của lòng yêu mến mẹ Maria, chắc chắn quý cô sẽ nhanh chóng và dễ dàng cảm thụ noi gương bắt chước lòng nhân lành, sự thương xót của mẹ Maria để quý cô giàn trải trong nhịp đời, để làm sao chúng con, những người con của quý cô, những khi tiếp xúc, những khi gặp gỡ, những khi trò chuyện với quý cố đều cảm nhận đích thực rằng mỗi quý cố thực sự là những người mẹ, là những Maria, là những người mẹ của lòng xót thương. Vâng quý cố, những người mẹ của lòng xót thương rất thân mến, hẳn ít nhiều chúng con đã, đang và vẫn cảm nhận được lòng xót thương của quý mẹ trong hành trình nhịp đời. Chắc chắn rằng nếu hôm nay có giờ cộng đoàn chúng ta, quý cố sẽ được nghe nhiều chứng từ về lòng xót thương của chính quý cố dành cho những người con, nhất là những cho những đứa con sống đời dâng hiến. Vâng, kính thưa quý cố, người ta vẫn nói khoảng cách giữa chân lý và cuộc đời là một câu chuyện. Vì thế, để diễn tả một vài chân lý về tình mẫu tử, về hình ảnh giàu lòng xót thương của những người mẹ nói chung và của những bà cố, những chị cố nói riêng, con xin được mượn những câu chuyện để ít nhiều mỗi người mẹ nơi đây chúng ta cũng cảm thấy hình ảnh của mình trong đó. Vâng, để sống đời dâng hiến, nuôi dưỡng những người con ăn học thành tài, trở thành những linh mục, trở thành những quý thầy, quý sơ, những em tu sinh, dâng hiến trọn đời mình phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, chắc chắn quý cố đã dành nhất nhiều tình thương cho những người con. Cụ thể, con xin được kể một mẩu chuyện sau. Mẩu chuyện có tên Đầu Cá Chốt. Tôi nhớ rõ năm ấy ba tôi bị bệnh ho ra máu, còn bây giờ người ta gọi là bệnh lao phổi. Tôi cũng chẳng biết bệnh đó có nguy hiểm không, có chết không. Nhưng mỗi lần ba ho khạc ra máu là mẹ lại khóc.
thấy mẹ khóc rồi, mấy chị em cũng khóc theo, vì ba bận lâu ngày không có tiền chạy thuốc. Mẹ chỉ đâm lá thuốc nam cho ba uống nhưng không khỏi. Ngày qua ngày ba càng ốm yếu săn sao hơn, vì năm đó thuốc lao chưa xuống địa phương như bây giờ. Mẹ nghe hàng xóm bảo nếu muốn hết bệnh thì phải lo tiền đi bệnh viện Hồng Bàng ở Sài Gòn mới có thuốc trị. Mẹ nghe vậy quyết định bán hết mấy dạ lúa cuối cùng trong nhà cho ba làm lộ phí lên Sài Gòn trị bệnh. Còn mẹ thì ở nhà lo ruộng rẫy và để chờ ngày ba tôi xuất viện trở về. Tôi nhớ lúc ấy sáng ngày nào mẹ tôi cũng xách cái thau và cây cân ra chợ mua cá đi bán lại để kiếm lời, và còn có cá cho các con ăn. Đến trưa về nhà, lúc nào mẹ cũng đem một mớ cá chốt, chớ chẳng có thứ cá nào ngon hơn. Mỗi lần mẹ làm cá, tôi hay ngồi gần nhìn mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, sao làm cá chốt mẹ không chặt bỏ đâu? Đầu xương không ăn sao được hả mẹ?" Mẹ tôi cười bảo: "Có ít cá mẹ hà tiện để đầu kho xong, mình lấy đầu cho con chó con mèo ăn cũng đỡ con à." Câu nói của mẹ tôi vô tình không để ý tới, mà thật sự ngày nào tôi cũng đi học về, mẹ dọn cơm cho mấy chị em tôi ăn, cũng có cá chốt kho và đĩa rau muống luộc hái cặn sau nhà. Tôi chỉ biết ăn say sưa chứ chẳng để ý tới cá chốt kho như thế nào. Vô tình một ngày tôi được nghỉ 2 tiết học cuối nên về nhà sớm hơn mọi ngày. Khi bước vào nhà, tôi tình cờ thấy mẹ tôi ngồi ăn cơm một mình với đĩa rau luộc và một chén cá kho, toàn là đầu cá chốt. Thì ra bấy lâu nay mẹ ăn cơm trước chỉ ăn đầu, còn để dằn khúc mình cho các con. Tôi đứng lặng trước mâm cơm của mẹ mà nghe nghèn nghẹn ở cổ. Tôi chẳng nói được câu nào với mẹ, chỉ sợ không cầm được giọt nước mắt. Như hiểu được ý tôi, mẹ bảo: "Ba con đang bị bệnh, con mình ở nhà. Mẹ con mình ở nhà phải ăn cần kiệm, dằn dụng tiền, còn lo thuốc men cho ông ấy nữa. Chừng nào ba con hết bệnh, về làm, có tiền nhà mình ăn sẽ ngon hơn." Nghe mẹ nói tôi thấy mủi lòng, rồi khóc như mưa. "Nhưng mẹ ơi, những giọt nước mắt con rơi lúc ấy không phải buồn vì nhà mình nghèo, mình khổ, mà vì con cảm thấy thương mẹ, thương nhất trên đời mẹ ơi. Cả cuộc đời mẹ đã vì chồng, vì con mà chẳng nghĩ đến bản thân mình. Lúc ấy con chỉ biết thầm cầu trời cho ba mau hết bệnh để về nhà cùng mẹ chung sức lo cho đàn con thơ dại." Tôi viết những dòng chữ này gửi đến mẹ thân yêu như những lời cảm ơn mẹ vì đã vì chị em tôi mà cực khổ và chịu đựng hy sinh cả cuộc đời cho gia đình của tôi. Vâng, quý cô rất thân mến, dõi theo gương mẹ Maria, mẹ núi cúi, mẹ của lòng xót thương, không ít những mẫu gương trong sự tận tụy hy sinh, ngay cả hy sinh chính mạng sống của mình vì niềm vui, vì hạnh phúc mà quý cô đã dành cho con cái, cho người thân, mà quý cô đã chẳng ngại nhọc mệt hay lắng lo chút chi đến sức khỏe của bản thân mình. Không nói ra, nhưng có lẽ đối với chúng con, những người con sống đời dâng hiến, thì người mẹ của những người con ấy phải hy sinh, phải lắng lo, phải cầu nguyện nhiều hơn những người mẹ khác, nhiều hơn gấp bội. Vì sống đời dâng hiến, chắc chắn chúng con chẳng thể có nhiều cơ hội, chẳng thể có nhiều thời gian để về nhà, để chăm sóc, để dưỡng dục, để đền đáp công ơn cao vời của quý mẹ dành cho chúng con. Tình yêu của những người con sống đời dâng hiến cũng được rộng mở hơn tới nhiều con người khác, nhiều mảnh đời khác, trên nhiều bình diện khác nhau hơn. Vì tình yêu đó, lòng xót thương đó còn được trào tràn hay không là lực khởi đi từ chính tình yêu, từ sự cảm nhận lòng xót thương mà quý cố dành cho những người con, trong đó chúng con đây. Thế nên trong ngày tôn vinh quý mẹ hôm nay, một lần nữa xin được bày tỏ tình yêu, bày tỏ lòng quý mến đối với quý mẹ
và nguyện mong chúng con nói riêng và mọi người nói chung sẽ luôn cảm nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu và lòng xót thương của quý cố, những người mẹ đích thực của lòng xót thương. Và giờ đây, thay cho lời kết, con xin được đọc một bài thơ của một cha trong tòa đám mục mà trước khi con đi đến đây, cha gửi tặng cho chúng con. Con xin đọc để gửi tặng cho quý cố nhân ngày mẹ thân yêu. Hôm nay ngày của mẹ, mẹ ơi, lời con muốn ngỏ là lời yêu thương. Yêu mẹ, tình mẹ lạ thường, cuộc sống trao tặng thấm vương lệ nhòe. Tháng năm dài bao thiết tha, lối đường vất vả quả là quà trao ban. Công ơn sinh dưỡng vô vàn, héo hon nuôi một gắn con dại khờ. Như cánh cò mẹ ước mơ, cõng con đến được bến bờ yêu thương. Bao khốn khó chẳng vấn vương, bờ vai mẹ vẫn chốn nương cuộc đời. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi, đói hồng dâng mẹ mong thay bao lời. Hương thắm thiết tỏa hơi tình, con dâng cho mẹ và xin ơn trời. Cho con còn mẹ sớm chiều, để con hạnh phúc yêu mẹ suốt đời. Và kèm theo đó cũng có một bài thơ của một tác giả khác, Con đường lòng mẹ, cũng xin gửi tới quý mẹ nhân ngày hôm nay. Cánh cỏ cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi vất vả đong đưa phận đời. Yêu con rộng cả bầu trời, yêu con mẹ khổ chẳng lời thở than. Mang con 9 tháng gian nan, sáng mong chiều đợi sao con vuông tròn. Mang con đã nặng muôn vàn, xin con mẹ lại đầy tràn đớn đau. Nhìn con vui lệ tuôn trào, tháng năm tiếp nối mẹ trao ân tình. Máu mẹ thành sữa ngọt chinh, nuôi con khôn lớn đẹp xinh tháng ngày. Cho con cuộc sống hôm nay, đổ bao giọt lệ hao gầy mẹ yêu. Cho con vui bước sớm chiều, đôi chân mẹ lại ngã siêu bao lần. Đời con nhẹ bước bao nhiêu, đời mẹ đổi lại bao điều khổ đau. Tình mẹ sau trước, trước sau, con sao kể hết ân sâu nặng đầy. Mang ơn mang nặng đẻ đau, mang ơn cuộc sống muôn màu yêu thương. Mẹ cho con cả con đường lòng mẹ, con đường con thương mẹ nhiều. Cắn cò, cõng nắng, cõng mưa, mẹ cho tất cả chẳng chừa tấm thân. Xin cảm ơn quý mẹ. Trọng kính Đức ông Vinh Sơn tầm đại diện, thật là một niềm hạnh phúc dạt dào và đầy ấn tượng của các bà cố ngày hôm nay. Mặc dù đối với công việc mục vụ của Đức ông, cũng như tình trạng sức khỏe của Đức ông do thời tiết, nhưng vì lòng yêu mến các bà cố, Đức ông cũng đã không ngần ngại bớt chút thời gian và hy sinh sức khỏe của mình đến đây để chúc mừng các bà cố, cũng như chia sẻ với các bà cố. Chúng con nghĩ rằng mặc dù Đức ông không chia sẻ được những bài nói nhiều, nhưng con nghĩ rằng chỉ thấy bóng hình của Đức ông là các bà cố đã vui rồi, phải không các bà cố? Xin một tràng pháo tay. Dạ, chúng con xin hết lòng cảm ơn và chúng con luôn nhớ cầu nguyện cho Đức ông. Kính thưa cha giáo Đa Minh, chúng con cũng thấy rằng cái liều của cha là một điều tuyệt vời, vì chúng con thấy các bà cố chăm chú nghe và thấy là cứ ngóng tai bên này, nghe tai bên kia, chứng tỏ là cha có những sự truyền cảm rất là hấp dẫn. Thành thử các bà cố như là tập trung nghe rất là cao độ. Và mặc dù với thời gian không nhiều, nhưng những lời chia sẻ mục vụ của cha giáo Đa Minh, con nghĩ rằng các bà cố ngày hôm nay cũng rất là vui. Chúng con cũng không biết nói gì hơn. Xin dâng tất cả những lời cầu nguyện lên để cầu nguyện cho Đức ông cũng như cho cha giáo Đa Minh. Và một lần nữa xin các bà cố vỗ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Đức ông và cha giáo Đa Minh. Và sau đây xin một bà mẹ dâng hoa cho Đức ông. Mặc dù ngày hôm nay là ngày của mẹ, ngày của các cố, nhưng chúng con gói những bông hoa lòng của chúng con trong
lẵng hoa tươi này để chúng con kính dâng lên Đức Ông. Tuy rằng trên lẵng hoa này nó chỉ có một số bông hồng thôi, nhưng nó sẽ tượng trưng cho 2.800 bông hồng của các bà cố chúng con dâng lên cho Đức Ông. Chúng con xin Đức Ông thương nhận. Và xin một bà cố dâng quà tặng cho cha giáo Đà Minh ạ. Xin mời bà cố ạ. Vâng, một lần nữa chúng con xin hết lòng cảm ơn Đức Ông và cha giáo Đà Minh. Dạ. Thưa các mẹ yêu quý của chúng con, năm thánh lòng thương xót của Thiên Chúa đã mở ra. Đó là món quà cao quý để mọi Kitô hữu cảm nếm tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Một tình yêu của người mẹ hiền luôn lo lắng, chăm sóc cho đoàn con. Thật vậy, Thiên Chúa như người mẹ hiền đã sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo và ban mọi ơn cần thiết để con người luôn sống vui, sống khỏe và bình an trong tình yêu của Ngài. Ngài đau với nỗi đau nhân loại, Ngài buồn với nỗi khổ của đàn con. Và hơn hết, Thiên Chúa đã luôn tha thứ cho con cái khi chúng bất hiếu vong ân. Với cái nhìn thực tại trần thế, mỗi người chúng ta cũng cảm nghiệm được phần nào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua tấm lòng của người mẹ hiền. Có thể nói được rằng, người mẹ hiền trong gia đình chính là hiện thân của lòng thương xót Chúa. Giờ đây, xin các mẹ hãy cảm nhận điều đó qua vài dòng nhật ký của một người mẹ, cùng với những lời bộc bạch chân thành của những đứa con hư hỏng trở về. Chuyện kể về một gia đình nọ, hằng ngày người mẹ phải đi gượm ve chai để nuôi cho một đứa con gái. Con đi đâu mới về hả? Con đi chơi về, mà hôm nay mẹ bán được mẹ. À, mẹ làm được ít tiền nữa con. Mà mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không? Mẹ nhớ chứ, hôm nay là ngày sinh nhật của con mà. Đúng rồi á, chỉ có mẹ là thương con nhất thôi. Mà mẹ có nhớ là mẹ hứa với con cái gì không? À, mẹ hứa cho món quà. Nhưng mà con thích món quà gì? Con thích cái điện thoại đó, hôm trước con nói mẹ rồi mà. Con ơi, mẹ chưa đủ khả năng. Thôi cho con, mẹ cho con, cho mẹ, con hay để cho con mẹ lần khác nha con. Thôi mẹ hứa với con rồi mà. Thảo, nhà mày á Thảo, nhà gì nhỏ xíu à, sao mày sống nổi Thảo? Thôi mày nhiều chuyện, mày ra ngoài đợi tao xíu đi, tao nói chuyện với mẹ tao cái. Mẹ, vậy thôi bây giờ mẹ không cho con cái điện thoại được, mẹ cho con tiền dắt bạn con đi chơi đi, hôm nay sinh nhật con mà. Mẹ có rất là ít tiền nha con. Thôi mẹ không có đủ. Mẹ cho con tiền nhanh đi. Mẹ là chỉ bỏng vẹn có bao nhiêu đây thôi con. Thì mẹ đưa con đi. Lẹ lên, tụi nó đợi kìa. Đồng kia mẹ kia tụi nó đợi tao ra liền á. Ok, vậy tao ra ngoài đợi mày nha không? Nhớ đi điểm cũ nha không? Mẹ dỗ mẹ xài luôn đi. Tại vì con nói hả, đi đâu thì đi, về tới cái nhà này cái mệt mỏi hả. Nhà gì đâu như cái ổ chuột vậy. Mẹ hả, mẹ sinh con ra làm chi mà mẹ không lo lắng cho con được. Bởi vì con cũng không muốn người ta biết á, bà là mẹ của tôi. Ông, tại sao mà con lại đối xử với mẹ vậy Thảo? Mẹ rất là đau lòng không. Mẹ không hề muốn đánh con Thảo ơi. Bà nói bà thương tôi mà bà đánh tôi hả? Mẹ thương con lắm con ơi. Thảo ơi, được con đừng trách mẹ Thảo ơi. Đừng bỏ mẹ Thảo ơi. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăm tiếng người của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy một ngày con đã đi xa mẹ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ còn từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Ở nơi phương trời dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ.
chúng con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Đi đâu thì đi, về cái nhà cái mệt à, mà không về thì không có tiền để xài. Bọt bọt bị ghê luôn á. Nhà cửa gì đâu vậy? Cái gì mà vắng tanh không có ai vậy trời? Giục đồ tùm lum nữa. Viết cái gì vậy? Có viết gì chút không? Con yêu ơi, con có biết không, vì con mẹ có thể làm tất cả. Như bao lần mẹ đã hy sinh cho con, mẹ đã làm đủ mọi cách, thậm chí bán cả máu của chính mình để có tiền lo cho con. Mẹ không trách con những lời lẽ con đã xúc phạm mẹ, chỉ làm cho mẹ thêm xót xa và lo lắng cho con hơn. Vì mẹ cảm thấy con ngày càng đi xa mẹ. Giờ đây mẹ chỉ còn biết phó thác và cầu nguyện. Con yêu, mai đây trên đường đời, khi không có mẹ, hay những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy chạy đến cùng Chúa và mẹ Maria. Mẹ tin rằng chính lòng thương xót vô biên của Chúa, Ngài sẽ tha thứ và nâng đỡ con. Hãy quay về con nhé, mẹ yêu con. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ ơi. Mẹ ơi, con biết lỗi của con rồi mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ ơi, tha lỗi cho con đi mẹ. Mẹ ơi. Thảo, Thảo ơi, mày làm sao vậy Thảo? Tao tính rủ mày đi chơi mà dù gì mày làm sao vậy hả? Thôi, tao không đi được đâu Khanh. Mẹ tao mới. Điều gì đã làm mày thay đổi nhanh như vậy Thảo? Điều gì hả? Nhờ cuốn nhật ký này nè. Nhờ cuốn nhật ký này mà tao biết mẹ tao đã bán máu để nuôi tao đó Khanh. Mẹ tao đã bán máu để nuôi tao, để chu cấp cho những cuộc chơi của tao mà tao không biết Khanh à. Mà Khanh, tao nói mày nghe nè, bây giờ á, mày cũng đừng có nên đi chơi nữa. Mày về với mẹ mày đi. Tuy nhà mày giàu có, nhưng mà mẹ của mày cũng rất là cực khổ để mà chu cấp cho mày. Mày hiểu lời tao nói không Khanh? Thôi tao hiểu rồi Thảo. Cảm ơn mày đã khuyên tao hả? Thôi tao cũng về với mẹ tao Thảo ơi. Tao về nha. Xanh mẹ yêu, tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm. Xin mãi khắc ghi
chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có vết sâu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười. Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Mẹ có nâng bó hoa xinh cho tương lai. Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi riêng mãi khắc ghi là những tiếng hát ấm áp dù con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, để con cô lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thư tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có vết sâu nước mắt trăng cho con bao đêm ngủ say. Mẹ có những bó hoa xinh cho tương lai. Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xinh mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển có biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất trên đời. Đó chính là những dòng nhật ký của mẹ, những dòng chữ chan chứa nỗi niềm yêu con, để nhắc nhở đoàn con từng giai điệu của cuộc đời mình. Mẹ chính là quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng con. Để qua tấm lòng của mẹ, chúng con hiểu rõ hơn tình yêu Thiên Chúa. Trong những đêm đen dòng đời, mẹ như là vầng trăng sáng soi cho đời con. Khi con cô đơn lạnh giá, mẹ như là tia nắng sưởi ấm đường con đi. Tình mẹ bao la như biển trời, và chính trong tình yêu ấy, chúng con nhận ra rằng chúng con cần có mẹ. Chúng con luôn muốn có mẹ ở kề bên, để được mẹ ôm ấp, để được mẹ bảo ban, và để được nói với mẹ: mẹ ơi, con yêu mẹ. Nuôi con thân mẹ héo gầy, vì con mà mẹ lệ đầy viền mi. Mẹ ơi, con biết rằng để con có được như ngày hôm nay, mẹ đã từng ngày vắt kiệt sức mình. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm con muỗng cháo. Khi con đòi ngủ, mẹ là người thức hát ru con. Nuôi con mẹ chẳng quản chi thân, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo dành cho con. Và mỗi khi trái nắng trở trời, con đau bệnh, mẹ đứng ngồi không yên. Chúng con muốn nói với các mẹ rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ hiền yêu dấu ơi. Mẹ hiền yêu dấu, mẹ
vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con vẫn nhớ hoài bóng dáng người. Mẹ hiền yêu dấu dù sáng hay về đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc mẹ bình yên, và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa trên đời. Đó chính là những dòng nhật ký của mẹ, những dòng chữ chan chứa nỗi niềm yêu con, để nhắc nhở đoàn con từng giai điệu của cuộc đời mình. Mẹ chính là quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng con. Để qua tấm lòng của mẹ, chúng con hiểu rõ hơn tình yêu Thiên Chúa. Trong những đêm đen dòng đời, mẹ như là vầng trăng sáng soi cho đời con. Khi con cô đơn lạnh giá, mẹ như là tia nắng sưởi ấm đường con đi. Tình mẹ bao la như biển trời, và chính trong tình yêu ấy, chúng con nhận ra rằng chúng con cần có mẹ. Chúng con luôn muốn có mẹ ở kề bên, để được mẹ ôm ấp, để được mẹ bảo ban, và để được nói với mẹ: mẹ ơi, con yêu mẹ. Thank you.
bông hoa tỏa hương về đêm. Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường mà con đang đi đến ước mơ. Tình mẹ bao la khiến con nhận ra, và rồi con muốn có mẹ kề bên để được ôm ấp và nói con yêu mẹ. Cuộc đời mẹ đón nhận vì con, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Ôi tấm thân gầy mẹ vất vả ngày đêm. Mẹ ơi, tình mẹ bao la như biển trời, không biết đến bao giờ chúng con mới có thể đền đáp cho xứng. Có khi muốn mà mẹ đã không còn, vì vậy chúng con chỉ biết sống tốt từng ngày và luôn nhắc với nhau rằng ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe em. Cuộc đời
trên vai mẹ của con. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kín ơn dấu. Tần tạo dưỡng hôn mẹ nuôi con khôn lớn, ôi tấm thân gầy luôn che chở đời con. Tình yêu của người mẹ, một tình yêu thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Dù con có ở hoàn cảnh nào, vui buồn hay thành bại, mẹ vẫn luôn ở bên con. Một trong những mẫu gương tuyệt vời để các mẹ noi gương tiến bước, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Gioan ghi lại, đứng bên thập giá Chúa Giêsu có thân mẫu người, tuy âm thầm không một lời nói, không một hành động, nhưng mẹ Maria đã mang vào mình sự đau đớn của Chúa Giêsu con mẹ và của chính mình, với tất cả sức mạnh của tình yêu dâng hiến để trở nên của lễ đền thay cho nhân loại. Mẹ đã được Giáo hội tôn phong là mẹ của lòng thương xót. Giờ đây, xin mẹ Maria hãy dẫn dắt dạy bảo đàn con, và xin cho chúng con luôn bước theo mẹ,
để những ai đang làm mẹ luôn là người mẹ hiền, và những ai đang làm con mãi là những con ngoan và là những hiện thân của lòng thương xót Chúa. Xin cảm ơn các mẹ. Chúng con xác tín rằng mỗi ngày sống của các mẹ vì đàn con chính là mỗi ngày lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên chúng con. Giờ đây, hòa chung với thế giới mừng ngày của mẹ Mother Day, và để tỏ lòng biết ơn của những người làm con, chúng con xin mời các mẹ đứng.
với những bông hoa nhỏ xinh, tượng trưng cho lòng biết ơn và tôn vinh mẹ. Chúng con xin được chúc mừng và luôn khắc ghi công ơn từ mẫu của các mẹ, cách riêng là các bà cố, những người mẹ đã sẵn sàng hy sinh dâng hiến các con mình cho Chúa và Giáo hội. Chúng con xin hứa sẽ sống xứng đáng hơn để các mẹ vui lòng, để tình yêu và vòng tay mẹ hiền luôn ủ ấp chúng con mãi mãi. Đại diện cho những người làm con, trao tặng những cánh hoa cho các bà cố, để tôn vinh những công lao khó nhọc mà các mẹ đã hy sinh cho đoàn con. Dâng lên mẹ những bông hồng thắm đỏ, tựa như dòng máu đỏ mẹ cho con. Đã bao năm mẹ bươn chải hao mòn, nuôi con lớn chỉ mong con thành đạt. Cảm ơn mẹ một tình yêu bát ngát, lúc con khờ trôi dạt trốn tha hương. Giang cánh tay mẹ che chở mọi đường, và ôm ấp trong tình thương tuyệt đối. Cảm ơn mẹ đã bao phen thứ lỗi, con dại khờ nông nổi đã bao lần. Tấm lòng vàng rộng mở chẳng phân vân, và bảo bọc đỡ đần khi nguy khó. Cảm ơn mẹ người là vầng trăng tỏ, dẫn soi đường mở ngõ đến tương lai. Cảm ơn mẹ bao tháng miệt mài, cho con trẻ những ngày dài hạnh phúc. Gửi đến các con những tâm tư chân thành nhất, đó cũng là những lời sám hối của các mẹ. Lạy Chúa, hôm nay những người mẹ chúng con thật hạnh phúc vì được các con cái chúc mừng và tôn vinh. Nhưng cái hạnh phúc nhất là chúng con được sống trong tình yêu và lòng thương xót Chúa. Những giây phút vừa qua như là những thước phim giúp chúng con thấy rõ hơn về bổn phận và trách nhiệm làm mẹ của mình. Với tấm lòng của một người mẹ, người vợ, chúng con cũng luôn cố gắng từng ngày để trở nên hiện thân của tình yêu và lòng thương xót Chúa nơi gia đình. Nhưng Chúa ơi, chúng con chưa sống được, xin Chúa tha thứ và thêm sức cho chúng con. Xin lòng thương xót Chúa chạm đến từng người mẹ chúng con, để mỗi ngày chúng con biết sám hối, biết sửa lại đời sống và biết sống xứng đáng với thiên chức làm mẹ mà Chúa đã thương ban. Xin Chúa cũng thương xót đến những người mẹ có trái tim chai đá và nhiều tật xấu thói hư, để qua lòng thương xót của Chúa, chúng con trở nên những chứng nhân sống đẹp về tình yêu và lòng thương xót Chúa. Nhờ đó, từ đây quanh con, bạn bè hàng xóm, chồng con, cháu chát theo gương lành của những người mẹ gương mẫu, biết sống tốt đạo đẹp đời, hưởng ơn lành phúc lộc bình an,
sự chở che hạnh phúc trong hồng ân thương xót của Thiên Chúa. Các con yêu quý, nhờ Chúa mẹ đã có các con, cũng trông cậy vào Chúa mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày. Nhưng chẳng biết có phải vì tham công tiếc việc hay mải mê tìm kiếm vật chất, các mẹ đã quên đi trách vụ trọng đại mà Thiên Chúa đã trao ban, là giáo dục dạy dỗ các con nên người và nên con Chúa. Các mẹ, mẹ xét mình và thấy xấu hổ quá, bởi vì chính trong tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa đã trao cho mẹ các con một thiên chức cao cả, đó là thiên chức làm mẹ. Thế nhưng thay vì với vai trò và bổn phận của mình, các mẹ phải làm cho các con đến gần Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, kết hợp với Chúa mật thiết hơn. Thế nhưng các mẹ vẫn chưa làm được, thậm chí còn làm cho các con xa Chúa, xa giáo hội về những thiếu sót, về những gương mù gương xấu, hay vì một tình yêu nuông chiều quá mức của mình. Các mẹ xin lỗi các con. Và để cảm tạ ơn Chúa đã ban cho các mẹ những người con và ban cho các con những người mẹ, mẹ con chúng mình hãy quyết tâm sửa mình, siêng năng gội rửa trong bí tích hòa giải và năng lãnh nhận bí tích thánh thể, để mỗi ngày mẹ con mình yêu thương nhau hơn, biết tha thứ cho những thiếu sót lỗi phạm, và nhất là xây dựng sự yêu thương hiệp nhất trong hồng ân của lòng thương xót Chúa. Các con yêu dấu, cảm ơn các con đã cho các mẹ những giây phút được tôn vinh, để qua những giây phút này mẹ con ta có dịp nhìn lại vai trò và bổn phận của mình. Các mẹ chỉ cầu xin Chúa xót thương, thêm sức và nâng đỡ đức tin yếu của mẹ con chúng ta, giúp mẹ con mình hiểu nhau hơn, thấy rõ những thiếu sót trong bổn phận nơi gia đình, nơi giáo hội và xã hội, cùng giúp nhau thăng tiến để gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Và đó cũng là cách mẹ con chúng ta đáp lại lời mời gọi của hai đức cha giáo phận, làm cho đời sống mình thành lời loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa đến với mọi người mọi nhà. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã nói: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì vậy, mẹ con ta ngoài việc xây dựng gia đình tràn ngập sự hiệp nhất yêu thương, sẽ cùng sống và loan báo lòng thương xót Chúa bằng những việc làm cụ thể, nhất là sống rới rân yêu thương của Chúa trong mọi môi trường hoàn cảnh, và luôn tha thứ cho những thiếu sót nơi anh chị em. Xin Thiên Chúa đón nhận những tâm tình sám hối của chúng con và chúc lành thêm sức để mẹ con chúng con luôn trở nên những chứng tá lòng thương xót Chúa trong sự hiệp nhất yêu thương. Thank you.
Kính thưa quý cha, các thế hệ họ của giáo phái, kính thưa cả bố, thánh sứ, các sư trụ trì, kính thưa các vị trí nào nữa, kính thưa các cha, quý bố, các vị mẹ, các cha, các linh mục tu sĩ nào nữa, chúng sinh chúng tu, và kính thưa tất cả quý ông bà chị em hành hương từ các nơi khác đến đây, chúng ta tụ họp nhau trong ngôi thánh đường này có dấu ấn của đức mẹ. Đây tôn vinh gọi là đức mẹ vui cúi, đức mẹ vui những nguyện trong ngày đặc biệt này, ngày của mẹ. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho tất cả ý hương hôm nay của ban đại tế nhiệm độ của Phật, cầu nguyện cho các cố của giới linh mục tu sĩ sinh tu của giáo hội, và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ, nhất là các bà mẹ đau khổ, các bà mẹ có những đứa con hư hỏng, các bà mẹ thiếu thốn không có đủ của ăn áo mặc cho con cái của mình, rất nhiều bà mẹ đau khổ trên thế giới này. Chúng ta nhớ đến những các bà mẹ đó trong thế giới này, và chúng ta cũng nhớ đến biết bao nhiêu người đau khổ, nhất là trong hoàn cảnh của đất nước chúng ta đang gặp khó khăn vì thiên tai hạn hán, vì hoàn cảnh hơn tai họa về cá về biển, biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình trong đó rất nhiều người đang lo lắng, đang khổ sở. Chúng ta cần về Chúa tất cả các hoàn cảnh này, xin Chúa ban lời cầu nguyện cho các mẹ, đáp lại những người con đang kêu cầu Chúa với tất cả lòng tin tưởng. Và bây giờ để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sẽ nghe lễ hành thật xứng đáng, chúng ta thành tâm thống hối, xin Chúa thứ tha cho chúng ta mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót chúng ta vấp phạm đến Chúa. Ôi ngu nhân, thank you.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho công đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng và dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay con của Chúa đã lên trời vinh hiền là tu lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa. Khiến chúng con là những chi thể của người đang chắc phần hy vọng. Thế cùng người hương phúc vinh quang, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện truy cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thanh thần nên muôn mùa muôn trời. Amen. Bài chi sách trong đồ vô phủ hỡi heo đi lên trong người thứ nhất, tôi đã tường của tất cả những điều Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày người lên. Là những kẻ tin, yếu thế
thần có sức mạnh về năm người. Công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm theo Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp bậc, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài là đầu toàn thể mọi thánh, là thân thể Ngài và là sự sung mãn của Đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đâu là lời Chúa. Chúng ta được hành lễ thăng thiên thì chúng ta
ta nhớ đến hai lời Chúa đã nói với các môn đệ của Chúa trước khi Chúa chịu tử nạn và sống lại ở đây. Lời thứ nhất, Chúa bảo các môn đệ của Chúa, phúc của các con, thầy bảo các con phải đi, vì thầy đến nhà của cha thầy để chuẩn bị chỗ cho các con. Ở nhà cha thầy có nhiều chỗ. Đó là lời thứ nhất. Lời thứ hai, Chúa nói với các môn đệ Chúa trong cái lời kinh, Chúa dâng lên Thiên Chúa Cha, lạy Cha, xin Cha cho những người đã ban cho con, để con ở đâu thì những người đó được ở đó với con. Như vậy là chúng ta được mở, không phải để chiêm ngắm Chúa, là chiêm ngắm cái tương lai của chúng ta. Tương lai được sống hạnh phúc trong tình thân mật với Chúa là niềm hạnh phúc đó, nó phải là cái sức mạnh để biến đổi cuộc đời của chúng ta ngay trong những ngày tháng ở trên trần gian này, sống ở trần gian này, nhưng mà lòng lại hướng về quê trên trời, sống hạnh phúc thiên đàng ngay từ trên trần. Đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai, trong khi các môn đệ còn đang ngóng nhìn lên Chúa Giêsu thì các thiên thần xuống bảo tại sao đứa đứng đó mà ngóng Chúa không vậy. Sau này Chúa sẽ trở lại với các ông như Chúa đã lên bây giờ, trong khi đó thì các ông hãy đi để rao giảng tin mừng. Và trong bài học thứ nhất thì Chúa nói hãy các con hãy là chứng nhân của thầy, cho nên lời của Chúa mời gọi chúng ta mở cuộc sống chúng ta để trở thành sứ giả của Chúa, loan báo cái niềm vui đã gặp được Chúa cho những người mình sống chung, cho những người mình cùng làm việc, cho những người mình gặp gỡ bất cứ nơi nào. Và trong năm tháng nhỏ thường so thì chúng ta phải chọn cách đặc biệt cái tình yêu của Chúa để diễn tả qua lòng thương xót. Đó là tình yêu đối với những người nghèo khổ đau ốm bệnh tật, tình yêu đối với những người tội lỗi lỡ lầm thiếu sót. Tình yêu được diễn tả như sự cảm thông, tình yêu được diễn tả như sự tha thứ, tình yêu được diễn tả như sự bao dung, tình yêu được diễn tả như sự chia sẻ. Thì Chúa mời gọi chúng ta hãy truyền đạt tình thương yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa qua những cái ai của đạo. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời cụ thể của chúng ta thì rất nhiều khi những lo lắng của đời sống hàng ngày, nói đến các bà mẹ trong gia đình có nhiều sự lo lắng lắm, nhất là khi gia đình không được rồi dào về của cải vật chất, ăn bữa sáng lo bữa chiều, lo có tiền để nuôi con, lo có tiền để cho con đi học, lo có tiền để mua quần áo cho con. Thế là thời nay thế trẻ con cái nó đua đòi nó đi theo chúng bà, nhưng mà có quần áo, có quần áo mới và để cho con nhìn có quần áo mới thì nó xấu hổ. Thầy cũng phải lo lắng làm sao để cho con mình có tiền để mua áo mới để nó đi chúng ta, nó không mất thở chúng ta. Có nhiều cái lo lắng lắm, rồi lo lắng trong gia đình, chồng con đau ốm bệnh tật, có nhiều cái lo lắng lắm. Là nhiều khi những cái lo lắng đó nó vì chúng ta vào cái thế giới vật chất này quên mất cái hướng đi của thiên trời, không nghĩ đến cái hạnh phúc thiên đàng là Chúa mời gọi chúng ta chuẩn bị để đi vào. Rồi chúng ta lo lắng công việc của riêng mình, của gia đình mình, chúng ta không nghĩ đến phải truyền đạt tình thương yêu của Chúa cho người khác, cho những người bên cạnh, cho những người hàng xóm láng giềng, để cho bao nhiêu người đau khổ ngày hôm nay. Chúng ta nghĩ đến, chúng ta đã nói ngày hôm nay nhân viên của Việt Nam chúng ta bao nhiêu người đang đau khổ vì hạn hán, đi xuống miền Tây mấy trăm ngàn mẫu ruộng không còn nước, đất để
thiện ấy, có sức linh pháp nên là không có phúi cho thực thiện. Bây giờ do sức linh pháp đó, không có phúi bằng môn đó. Đưa được một nửa thôi, bởi vì thiếu nước, cho nên phúi ra hoa là cùng phúi. Thế thì hôm nay làm sao mà bố mẹ
lòng thương xót. Đến từ sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban cho hai vợ chồng này, và nhờ nó giữ được cái sự an bình thương yêu trong gia đình, và đứa con nó được hưởng. Bắt đầu bằng sự kiêm nhượng của người vợ, chấp nhận là mình đã làm sai để cho cái người này. Nhưng mà rồi có cái sự cảm thông của người chồng, và cũng nhờ sự kiêm nhượng của người vợ mà người chồng kiêm nhượng nhìn nhận ra những lỡ lầm của mình đối với vợ. Cho nên hai người sống ở trần gian này mà trong thực tế tâm hồn đã hướng về thiên đàng. Tôi kể câu chuyện này cũng có những vấn đề nói cả cố mà cố hay về là tuổi tôi phải tuổi tôi cháy để thử làm mấy ông cố nhá. Đừng có thử làm mấy ông cố thì nhớ nó cũng không cảm cái nào hết thì mấy ông cố phải cố gắng hơn. Giờ cái này nó không may thôi, chứ không phải là muốn thử làm chồng để cho cái gì nó cháy. Nhưng mà có một điều quan trọng, tình yêu diễn tả qua sự khiêm nhượng, nhìn nhận cái lỡ của mình, nhìn nhận cái sai của mình. Và tình yêu đòi hỏi của người kia phải biết cảm thông về cái lỡ, cái sai của người khiêm nhượng và trở thành khiêm nhượng với nhau. Đó là sức mạnh Chúa Thánh Thần khơi lên trong khắp địa cầu này, ở trong lòng mọi người, mở ra lòng để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy là chúng ta vừa chiêm ngắm Thiên Chúa lên trời, và chúng ta cũng bắt đầu sống ở trần gian này biến những câu chuyện bình thường của đời sống ở trần gian này trở thành lực đẩy để vươn về cái niềm vui thiên đàng, và làm chứng cho tất cả những ai chưa biết Chúa hiểu được cái niềm vui của một người biết Chúa không phải phải không có vấn đề, nhưng mà niềm vui của Chúa biến đổi các vấn đề thành sự an bình và sự thông cảm đến cho nhau. Amen. Và trong tâm thể tin tưởng và Chúa, chúng ta cùng nhau tin sự đức tin của chúng ta cũng là đức tin của Thánh Từ Làng này. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, thần tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
xin cho niềm hy vọng nước trời thôi thúc chúng con trung thành bước theo Chúa và nhiệt tâm lan báo tin mừng cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người cầm lấy bánh, ta ơn để ra và
Bye.
tức là 17 giờ 5 giờ chiều 2 giờ Việt Nam
và cảnh chính thức công bố Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của tôi theo giáo luật điều 401-1 là như vậy. Đức Cha Phó Như Xe Vi Tứ Đạo đương nhiên trở thành giám mục chính tòa của giáo phận Sơn Lộc. Xin ký ra từ nay trong các kinh nguyện thánh thể đến phần cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng các Đức Giáo Mục giáo phận thì sẽ đọc như sau: Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Chu Xe, giáo phận chúng con, Đức Giáo Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ, anh cho con thân mến. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em đã dành cho tôi những tình cảm rất đặc biệt trong dịp tôi mừng đi Thánh Linh Mục 2000 ngày 29/4/2016 vừa qua. Hôm nay ngày 17/5/2016 tôi muốn gửi cho anh chị em lời cảm ơn và chào thăm nhân dịp tôi hết nhiệm vụ quay sóc đạo Phật. Thưa anh chị em, hơn 11 năm trong nhiệm vụ giám mục vừa qua, tôi có thể đứng vững và hoàn thành được là nhờ ơn Chúa, nhờ lời cầu nguyện của Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Thánh Đản Du Xe và Thánh, nhờ sự quan tâm ưu ái của Đức Thánh Cha, các Đức Thánh Cha, nhờ sự trợ giúp của Quý Đức Cha, của Đức Ông, Đức Ông Tổng Đại Diện, của Quý Cha, Quý Tu Sư Nam Nữ Chúng Sinh và anh chị em giáo dân, qua lời cầu nguyện hàng ngày, qua sự hy sinh, giúp đỡ về tinh thần, y vật chất. Tôi có thể cảm thấy rằng không có ơn Chúa và sự trợ giúp của mọi người tôi không thể làm được gì. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa và chân thành tri ân mọi người. Thứ đến, tôi xin anh em cùng hợp ý với tôi cảm tạ Chúa đã thương ban cho giáo phận Đức Cha Giuse Vi Tứ Đạo làm đấng thay mặt Chúa dẫn dắt giáo phận Sơn Lộc. Ngài có đủ các đức tính của một vị tâm đồ hiền lành, khôn ngoan, thông minh, đạo đức. Tuy nhiên Ngài vẫn là con người, nếu không có ơn Chúa sẽ chẳng làm được gì. Vì vậy xin anh chị em cầu nguyện rất nhiều cho Ngài, nâng đỡ trợ giúp Ngài mọi mặt tinh thần như vật chất, nhất là trong thời đại khó khăn hôm nay. Sau cùng với anh chị em, tôi được Chúa thương chọn tấm một qua sức giáo phẩm như tôi rất hạn chế về nhiều mặt. Vì vậy trong việc điều hành giáo phẩm không thiếu những điều làm cho anh chị em thất vọng, buồn lòng hoặc khóc phạm trong năm thánh lòng thương xót. Xin Chúa tha thứ cho tôi, cũng xin anh chị em đừng thứ và cầu nguyện cho tôi để những ngày còn lại tôi được sống trong cầu nguyện và đền đáp. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho Đức Cha Giuse của chúng ta và cho tôi nữa. Thân mến chào anh chị em, cảm ơn những chư linh giám mục đó, nguyên giám mục đó và Sơn Lộc đã ấn ký. Xin tất cả cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay thật nhiều để chúc mừng là tạ ơn Chúa của Đức Nguyên Cha chính của chúng ta là Cha Nam Minh. Chúng ta cho ngày đặc hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta tiếp tục cầu xin cho Ngài. Nhưng cách đặc biệt hơn, mặc dù giờ này chúng ta được nghe thư muộn hơn với tất cả các cao sứ, nhưng chúng ta lại đạt giữ phút đó là giới hiền mẫu, là có thể nói là giới đầu tiên cũng như đặc biệt hoa biết chẳng bao giờ có. Đó là có sự quy tụ của gần 3.000 bà bố của các cha đồng chí nam nữ trong ngày vô cùng trọng đại này. Và chúng ta có gì trong mừng lễ ngày hành hương, vừa để mừng Chúa thăng thiên, vừa được leo lên những núi để được tôn vinh Đức Mẹ, nhưng cũng là những phút cho chúng ta được tôn vinh Đức Cha chính của chúng ta. Chúng ta cho rằng hôm nay cảm ơn. Vâng, và đây chúng ta trước khi mà bố có lời cảm ơn, chúng ta cũng xin phép Đức Cha cho chị trưởng để mẫu để thay cho các bố và cũng như tất cả thầy mẫu nhân dân mà có lời chào người cha kính mới của chúng con, người mẹ tân của chúng con, cũng như là người thầy trong bây giờ của chúng con. Để xin mời tất cả bố và mọi người chúng ta đứng để chúng ta chào Đức Cha và tôn vinh chúc mừng Đức Cha. Rất là nóng sốt và mới, và đồng nghĩa với là giáo phận Sơn Lộc đã được một đặc ân trong năm thánh lòng từ dân Chúa. Và giới hiền mẫu chúng con, và đặc biệt là quý bố trong giáo phận Sơn Lộc, là những người được
gần 3.000 bà cố nhận diện trong ngày hôm nay dâng lời lên để cảm ơn quý cha và quý cha. Chào kính đức cha Giuse, giám mục giáo phận Xuân Lộc, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha đặc trách, hiền mẫu giáo phận và giáo hạt, quý cha chánh xứ giấc mơ, quý cha chánh xứ võ giống, quý cha chánh xứ đức mẹ hằng cứu giúp, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý bà cố và quý khách hiện diện cũng như vắng mặt, con xin được thay lời cho gần 2.800 bà cố hiện diện dâng lời cảm ơn đức cha và quý cha trong tâm tình tri ân cảm mến. Và để biểu lộ niềm vui, con xin mời quý bà cố hiện diện cùng vỗ tay một tràng vỗ tay thật khỏe để chào mừng đức cha và quý cha. Vâng, thật là ý nghĩa và tốt đẹp biết bao khi tất cả quý bà cố chúng con thuộc các giáo xứ trong giáo phận được quy tụ về trung tâm hành hương đức mẹ núi Cuối trong ngày hành hương năm thánh kính lòng thương xót Chúa. Đặc biệt hơn, hôm nay cũng là ngày cả thế giới hướng về những người mẹ, nên đức cha và quý cha đặc trách hiền mẫu giáo phận đã ưu ái dành cho quý bà cố chúng con những giây phút cảm động nói về tình mẹ và dành cho những quý cố chúng con những bông hoa hồng thật xinh xắn. Chúng con không biết phải nói làm sao để diễn tả cảm xúc của chúng con trong giờ phút này. Là những người mẹ công giáo đều sống trong giáo phận Xuân Lộc, nơi mà mảnh đất cho mọi ơn gọi được nuôi trồng, trưởng thành và sinh hoa kết trái, trong đó có những người con của chúng con. Chúng con cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Song bản thân chúng con đâu đó vẫn còn có những tính ích kỷ, nhỏ nhoi, thiếu bác ái, yêu thương và lòng quảng đại, đôi khi lại làm thiệt thòi, mất mát hoặc ảnh hưởng đến ơn gọi của giáo hội. Chúng con xin đức cha và quý cha cầu nguyện thật nhiều cho chúng con biết sống hoán cải và gia tăng lòng quảng đại để xứng đáng được Chúa thương ban ơn sủng dồi dào trong năm thánh. Chúng con xin hết lòng tri ân và cảm tạ đức cha và quý cha. Tiếp đến, chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý cha đặc trách hiền mẫu giáo phận đã chuẩn bị chu đáo cho ngày hành hương của chúng con, từ khâu đón tiếp, diễn nguyện đến nghi thức tôn vinh và phục vụ, để chúng con có được những giây phút ấn tượng và đầy cảm xúc. Chúng con cũng xin được cảm ơn cha chánh xứ giấc mơ đã tạo mọi điều kiện có thể để giúp đỡ chúng con trong công tác tổ chức. Chúng con cũng xin được cảm ơn cha chánh xứ võ giống và đoàn y bác sĩ đã hỗ trợ công tác y tế cho chúng con. Chúng con cũng rất biết ơn và tri ân cha chánh xứ giáo xứ đức mẹ hằng cứu giúp đã nhiệt tình giúp đỡ chúng con về sân khấu và giải âm thanh để phục vụ công tác tổ chức. Chúng con cũng xin được cảm ơn quý cha đồng tế, thầy sáu của giáo xứ Thái Xuân, quý sơ đã không quản ngại sự oi bức của thời tiết đến đây để giúp đỡ chúng con. Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý chức ban thầy giáo, quý vị gia trưởng giáo xứ Giấc Mơ, giáo xứ Thái Xuân và giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ban trị sự và chị em hiền mẫu Hà Gia Kiệt, chị em hiền mẫu giáo xứ Giấc Mơ, ban chị em và chị em hiền mẫu Hà Phương Lý, ca đoàn hiền mẫu Hà Phương Lâm, quý chị em hiền mẫu các giáo xứ, giáo hạ đã vất vả rất nhiều trong công việc tổ chức ngày hành hương hôm nay. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến anh em bảo vệ của Trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối, công ty truyền thông và truyền hình Nguyễn Thương đã truyền tải thông tin để tất cả mọi người tham dự thánh lễ hôm nay được sốt sắng hơn. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cuối thương chúc lành, trả công bội hậu và ban muôn ân sủng lòng thương xót Chúa trong thăm thánh này cho tất cả quý vị.
trò của giới hiền mẫu chúng con, mang sự giới hiền mẫu chúng con qua sự chỉ dạy của hai cha đặc trách. Mặc dù trong thời gian chuẩn bị cũng như trong việc tổ chức hành hương và tôn vinh các bà cố ngày hôm nay, chúng con cũng hết sức cố gắng, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót vụn về. Chúng con kính xin đức cha, quý cha và quý vị rộng lòng cảm thông và lượng thứ cho chúng con. Chúng con xin hết lòng biết ơn và cúi đầu bái tạ. Và giờ đây để tỏ lòng hiếu kính và tri ân, chúng con xin được kính dâng lên đức cha và quý cha những giỏ hoa tươi thắm cũng như món quà nhân ngày có đưa lên hôm nay. Xin đức cha và quý cha thương nhận cho chúng con. Chúng con trân trọng kính mời đức cha chứng nhận. Và tiếp theo chúng con xin được trân trọng kính mời cha chánh xứ Phó Giáo cũng là đặc trách tiền mẫu Hàm Sắc Kiên ạ. Chúng con xin trân trọng kính mời cha chánh xứ Đức Hơn và cha chánh xứ Đức Mẹ Hồng Diễu Dũng. Xin cho chúng con được tặng món quà ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng con xin trân trọng kính mời hai cha đặc trách thân yêu của chúng con. Và chúng con xin được trân trọng kính mời cha Quang Nhạc và hai thầy phó tế ạ. Chúng con xin trân trọng kính mời. Xin chia sẻ niềm vui và chúng con cũng là dâng quà tặng cho cha cũng như là hai thầy phó tế ạ. Xin các bà cố Thank you.
Thank you.
tội, để dâng cuộc đời, dâng gia đình, dâng giáo xứ, dâng giáo phận, và đặc biệt là dâng các bà cố của chúng ta lên Mẹ. Lạy Mẹ Maria, trước khi trở về với gia đình, chúng con muốn hướng lòng lên Mẹ để cảm tạ về muôn ơn lành Mẹ đã khẩn cầu cho chúng con, và tin tưởng hóa dâng lên Mẹ trọn vẹn hồn xác chúng con. Nguyện xin ánh mắt thương xót của Mẹ luôn dõi theo cuộc sống chúng con, giúp chúng con tái khám phá niềm vui của người được Thiên Chúa thương xót và cứu độ. Xin giúp chúng con vượt thắng mọi cám dỗ để luôn ở lại trong tình yêu của Chúa qua việc tuân giữ lời luật và thánh ý Ngài. Xin cho chúng con từ nay biết hân hoan thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho gia đình và cho mọi người, dù phải chấp nhận, từ bỏ và hy sinh để giúp họ sống trong bình an tại thế và đạt tới niềm vui nước trời. Lạy Mẹ của lòng thương xót, Mẹ là nơi nương náu của những kẻ có tội, là chốn an vui cho những kẻ bé mọn. Xin cầu cho chúng con.